Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta vẽ trục tọa độ OXYZ ra trước. Chúng ta có vị trí tâm là 1, 1, 1. Là nó như thế này. Thì chúng ta có vị trí màu đỏ ở đây. Đề nói cái mặt cầu này tiếp xúc với trục OX thì chúng ta thấy rõ từ vị trí màu đỏ này nè đến vị trí này chính là vị trí bán kính của cái đó. Tại vì sao? Từ vị trí này cho đến đây nó sẽ tiếp xúc với trục OX. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm giá trị màu cam thôi. Như vậy chúng ta sẽ có cái từ màu xanh lá cây này nè. Chúng ta đã có số 1 là Z. Màu xanh lá cây này đó chính là giá trị của Y song song với đây. Như vậy, chúng ta chỉ cần dùng Pythagore thôi. Chúng ta ra căn 2. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.